Yeah, bài tiếp. Bài gì nữa? Bác Kim Thang. Trời đó bà. Thôi, bác Kim Thang rồi mua chip chip nè. Bác Kim Thang đã ca ký cờ, cục ca kèo 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 ca cục. Đứng ba ghế đồ lại làm gì? Đứng bê lê, đứng chung người kia, con bị bịt. Rồi đó đi ra đồ lại. Trời ơi, nói gì? Cháu tới mà áp tiếp rồi đi mua chợ đi ba. Hai bài chi mà nhặt rẻ đó nè. Không, dì dâu, mẹ thích nghe bài dì dâu nữa đây. Không, dì dâu. Tụ ca không đâu, tụ ca lắm nè. Gặp đất khó đi, mẹ gắt con đi. Mẹ đi.